những chiến binh dũng mãnh trong màu áo đội tuyển cùng bộ ba quái vật Lenny, Christian, Joshua thể hiện sức mạnh đầy kinh ngạc trong trận đấu. Liệu đội bóng Sài Gòn Heat có thể giành chức vô địch năm nay? Đến ngay nhà thi đấu trường quốc tế Canada CIS để đón xem trận đấu gây cấn giữa Sài Gòn Heat và Hồng Kông Eastern Long vào lúc 17 giờ ngày 10 tháng 12. Hoặc theo dõi trực tiếp trận đấu trên saigonheat.com/livestream, mua vé ngay tại hotline và ticketbox.vn. Tự hào bóng rổ Việt Nam.